Mà cô chào cả lớp nha. Eo cô Xin chào. Các bạn xem lại cái phần hôm trước mình học nhé. Ví dụ như là cách tính phân bố normal này, cả xuôi cả ngược nhé. Rồi là cách dùng phân bố normal để xấp xỉ cho binomial, xấp xỉ cho Poisson. Đó. Trong cái phần đó có cái gì cần hỏi thì hỏi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trả lời tiếp cái câu hỏi mà cô cho về nhà hôm trước, đó là cái câu mà cô đang show trên trên Jamboard ấy. Thì các bạn xem lại hộ cô. Khoảng mấy phút nữa thì chúng ta vào làm nhá, vào học nhá. Đó. Rồi, điểm danh nhỉ. Khánh Trường, Hồng Sơn, có Ngọc Hà, có ạ, Đức Thịnh, Việt Anh, Thế Thái, Phương Loan, có ạ. Thanh Tùng. Thành Trung ở Đức Trung. Hải An. Ok, Huy Hoàng. Thu Trang. Trung Kiên. Vinh An. Công Thành. Đức Anh. Minh Quang. Minh Hùng. Tuấn Thành. Quế Tiến. Nguyễn Văn Quang. Ánh Tuyết. Quý Đăng. Xuân Nghĩa. Mạnh Quý. Chí Lâm. Ngọc Hường. có Khánh Huy. Khánh Huy như này không được nhỉ. Ngọc Sơn. Xuân Bách. có Ok. Rồi. Ok, thế cái phần normal có ai cần hỏi gì nữa không? Phần normal có ai cần hỏi gì không? À, bài toán tính xác suất này, bài toán cho xác suất trước rồi là mình tìm ra giá trị này, bài toán xấp xỉ binomial và xấp xỉ Poisson với normal. Thì sau này các bạn nhớ là cứ cái bài nào Poisson mà có lambda lớn hơn 5 này, hoặc là normal mà với NP như thế nào nhỉ, lớn hơn 5, thì bạn có thể sử dụng normal để xấp xỉ trong những cái bài toán mà ví dụ đi thi final chẳng hạn, hoặc trên CMS mà bạn gặp ví dụ những bài toán N bằng 800, N bằng 200, bạn có thể dùng normal để xấp xỉ luôn, không nhất thiết phải dùng cái công thức CKN nữa. Được chưa nhỉ? Đó thì cái phần đó có gì cần hỏi nữa không? Hôm trước làm khá nhiều bài tập đúng không? Rồi, thế có ai về nhà suy nghĩ cái bài mà cô đang nói dở ở trên trên Jamboard này chưa? Em dùng có sông không cô? Ừ, đúng rồi, hôm trước cô hướng dẫn đấy. Là dùng Poisson, đúng rồi. Vì là Tôi nói mình ra em mũ trừ 15 lambda. à. Bây giờ là gì? Mình đang cần tính là x lớn hơn bằng 5 15 đúng không? Thằng x nó là một cái biến ngẫu nhiên là gì nhỉ? Liên tục. Cô tóm tắt lại cái đề một xíu nhá, nhớ bạn nào quên. Đó, cô đang làm gì? Cô đang quan tâm đến việc là xem là có nhiều khách hàng đến cái công ty, đến cái store này hay không chẳng hạn. Đó, thì cái những cái x kia kìa là cái mà cô quan sát được từ trước đến nay. Đó là những cái thời điểm mà khách hàng đến đến cái store này theo gì nhỉ? Theo thời gian. Đó. Và cô quan tâm đến việc là ví dụ có một khách hàng vừa rời đi chẳng hạn. Vậy thì khách hàng sẽ đến tiếp theo sẽ đến trong bao nhiêu phút chẳng hạn. Đó. Thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy một việc đó là cô gọi x là khoảng thời gian giữa hai khách hàng đến liên tiếp. Được chưa nhỉ? Đó, thì khi đó chúng ta sẽ cần phải tìm xem ví dụ cô đặt ra một cái mốc thời gian là 15 phút đi chẳng hạn. Đó, ví dụ đây là thời điểm giao ca chẳng hạn đấy. Thì khi đó thì xác suất để
khách hàng tiếp theo đến trong ít nhất 15 phút. Hoặc là ở đây là gì, đề bài là không đến đúng không? Không đến trong ít nhất bao nhiêu nhỉ? Trong ít nhất 15 phút thì là bao nhiêu? Đó. Thì khi đó chúng ta thấy một việc là cái thời điểm đây là khách hàng tiếp theo đến đây. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy một việc là nó sẽ chỉ có hai trường hợp. Thằng x này nhỏ hơn 15, 15 là cái chấm đỏ phía ngoài này đây. Hoặc thằng x này lớn hơn 15. Đó. Thế nhưng chúng ta thấy một việc đó là gì? Nếu như mà 15 phút x mà nhỏ hơn 15 thì có nghĩa là trong 15 phút đã có khách hàng đến chưa cả lớp nhỉ? Đã có một người đến đi rồi, ít nhất là một người. Đúng chưa nhỉ? Thì khi đó nó không đúng với cái mô tả câu hỏi đề bài đang hỏi. Và vì thế cho nên là ở đây chúng ta thấy nó tương đương với việc x lớn hơn bằng 15 là tương đương với việc là đây. Thì trong vòng 15 phút này, 15 có thể chạy đến đây. Thì trong vòng 15 phút này sẽ như thế nào nhỉ? Không có khách hàng nào đến. Đấy. Thì khi chúng ta tính cái biến ngẫu nhiên liên tục thì ở đây mình hoàn toàn không có hàm mật độ, mình không biết tính như thế nào. Thế nên là mình đưa về cái có thể đếm được, đó là cô gọi N là số khách hàng đến trong cái khoảng thời gian T bằng 15 phút. Ok chưa nhỉ? Đó. Vậy thì nó tương đương với việc là xác suất x lớn hơn bằng 15 thì tương đương với việc là gì nhỉ? Tính xác suất để N bằng mấy? N bằng 0. Đó. Và bạn về nhà thấy ngay N này mang phân bố gì nhỉ? N này Số mang phân bố gì? số Có đúng Poisson không nhỉ? Mình đi đếm số khách hàng trong một khoảng thời gian T lớn. Và như vậy thì suy ra chúng ta sẽ có PN bằng 0 sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng mấy luôn? em muốn trừ E mũ trừ lambda t. trừ 15 t Ở đây là trừ trên một phút rồi lambda đúng không? Nên có cần phải đổi đơn vị gì nữa không? không ạ. Cùng là phút rồi. Thế nên là ở đây là E mũ trừ lambda t nhân với lambda mũ k. Lambda t mũ k thì ở đây là mũ mấy rồi? Cũng Mũ 0. không bình thường. Chia cho không giai thừa. Như vậy cô chỉ còn lại kết quả là E mũ gì nhỉ? Trừ 15. Các bạn hình dung ra chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra chưa? Rồi ạ. Đó. Và từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được rằng là gì nhỉ? Chúng ta sẽ suy ra được rằng là P x lớn hơn hoặc bằng 15 thì sẽ rằng E mũ trừ gì nhỉ? Trừ 15. Thế bây giờ giả sử cô cho cái thằng 15 này là một cái trường hợp là lớn hơn hoặc bằng x bất kỳ nào đó. Vậy thì chỗ này cô sẽ đổi thành gì cả lớp nhỉ? Chỗ này cô sẽ đổi thành gì? X X phút. Và như vậy cái giá trị trung bình này nó sẽ đổi thành gì? cũng chữ x Có phải E mũ trừ lambda x x không? Có phải là E mũ trừ lambda x không? và Đó. Ok chưa nhỉ? Vì trung bình của cô là có lambda khách hàng đến trong vòng bao nhiêu phút nhỉ? 1 phút. Thế cho nên là chỗ này lúc nãy là cô viết thiếu là 15 nhân lambda nhé. Lambda khách hàng đến trong 1 phút, ở đây là trên 15 phút thì phải là 15 nhân với gì nhỉ? Lambda. Ok chưa nhỉ? Thì ở đây sẽ là E mũ trừ lambda nhân gì? Lambda nhân x. Thế nên ở đây cô viết luôn cho trường hợp tổng quát, cô không viết số 15 nữa nhé. Mà cô viết là lớn hơn hoặc bằng gì luôn nhỉ? Lớn hơn hoặc bằng gì luôn? x Lớn hơn bằng x thì nó sẽ bằng E mũ trừ gì nhỉ? Có đúng là E mũ trừ lambda x không cả lớp? Có đúng là E mũ trừ lambda x không? Đó. Và như vậy thì chúng ta có thể lật ngược lại vấn đề là cô có thể tìm được hàm F lớn không cả lớp? Có tìm được hàm F lớn không? Hàm F lớn thì là gì nhỉ? Hàm F lớn là gì nhỉ? Có phải là PX nhỏ hơn bằng X không? Đây cô viết từ từ cũng được. Có đúng là thằng này không cả lớp nhỉ? Vâng. Đó. Và như vậy đây là lớn hơn hoặc bằng, vậy thì cô chỉ cần lấy gì là xong? Một Có trừ đúng là 1 trừ đi cái thằng phía trên là cô sẽ ra F lớn X không? Và dĩ nhiên X ở đây nó là gì? X ở đây nó là khoảng thời gian. Thế nên nó luôn luôn phải như thế nào nhỉ? Lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa nhỉ? Ở đây thì lớn hơn 0 cũng được mà lớn hơn hoặc bằng 0 cũng được. Được chưa nhỉ? Ok chưa cả lớp? Và khi có hàm F lớn bạn có tìm lại được hàm F nhỏ không nhỉ? Có tìm lại được hàm F nhỏ không cả lớp? nguyên hàm Có phải là đạo hàm không? Có F nhỏ tìm F lớn là bằng nguyên hàm.
Còn có F lớn tìm F nhỏ bằng cách đạo hàm. Đạo hàm của hàm này bằng mấy nhỉ? Có đúng không? Vâng. Và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Ok chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra chưa? Các bạn hình dung ra chưa nhỉ? Dạ. Đó. Và như vậy bạn thấy là cô có thể dùng phân bố Poisson để đi mô tả lại cái biến ngẫu nhiên liên tục x lớn, và dùng cái thằng n lớn đó cô tìm được hàm mật độ chưa? Bạn check lại xem đây có phải hàm mật độ hay không? Thì có. Nó thỏa mãn cái tính chất là lớn hơn bằng không. Thứ hai là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của cái hàm này sẽ trở thành mấy nhỉ? Thành 1. Và vì thế sau này người ta sẽ định nghĩa cái biến ngẫu nhiên x như thế nào là biến ngẫu nhiên mang phân bố. Người ta đặt tên gọi là exponential. Vì cái hàm mật độ của cô là có sự xuất hiện của hàm gì đây? Của hàm E mũ. Ok chưa cả lớp nhỉ? Đó, thì bạn ghi lại cho cô định nghĩa ở trên slide đó là gì? Một biến ngẫu nhiên x là khoảng cách giữa hai cái sự kiện liên tiếp nhau của quá trình Poisson. Với min là gì? Có lambda sự kiện xảy ra trên một đơn vị. Đây, lúc nãy của cô có lambda khách hàng đến trong vòng 1 phút. Thì trong t phút, t là x phút đây, sẽ có lambda nhân x. Đó, và như thế thì chúng ta sẽ ra gì nhỉ? Ra được cái công thức tính là F. Ôi, như không bị mất tiếng rồi sao? Lắm. Các bạn ơi, chờ cô một xíu nhé. Máy của cô chả hiểu bị làm sao tự nhiên nó restart lại. Thì các bạn ghi lại hộ cô cái định nghĩa của phân bố exponential đi. Sau đó là thử suy nghĩ cho cô cái ví dụ ở phía bên dưới nhé. Ở cái phần slide. Slide chắc các bạn là đào về rồi đúng không? Dạ. Dạ. Đây cô đang khởi động lại máy. Gọi cho bà. Gọi cho bà. Lúc nãy là cô chưa bấm record hay là nó bị mất record luôn đấy. Cô chưa chưa À, cô chưa bấm à? Ok. Các bạn đã nhìn thấy màn hình rồi đúng không? vâng ạ Hôm nay máy của cô bị làm sao ấy? Slot 1 cũng thế. Đang dậy thì tự nhiên màn hình đơ, không viết được, lại cũng khởi động lại. Xong đến slot này thì
Ok. Rồi, và như vậy thì sau này chúng ta sẽ tự động hiểu cái thằng em nhỏ là như thế nhá. Đấy, thì đây, tóm lại là sau này chúng ta có ký hiệu này với tham số là lambda. Ở đó lambda là cái gì nhớ nhá? Lambda là gì nhỉ? Lambda là min number chờ có một xíu cô đổ trong mạng này. Đúng rồi. Sao nó chậm nhá. Ở yêu nhớ là per unit nhé. Đấy là nhỉ. Đó. Ký hiệu là như vậy. Khi và chỉ khi chúng ta có này f nhỏ x thì bằng lambda e mũ trừ lambda x với x lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc lớn hơn 0 cũng được. Và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Bằng 0 trong trường hợp còn lại. Đó. Bạn sẽ có số 1 f lớn x. Hoặc là bạn viết luôn nhớ cái đơn giản hơn đi là p x lớn hơn bằng x nào đó thì sẽ bằng e mũ trừ lambda x được chưa nhỉ? Dĩ nhiên x cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0 như cái chúng ta vừa có lúc nãy đây được chưa nhỉ? Cái số 2 là bạn còn nhớ công thức tính e x không nhỉ? Còn đúng không? E x tính bằng tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của hàm x, fx, dx. Về nhà các bạn sử dụng tích phân từng phần thì các bạn sẽ tính được ex sẽ bằng 1 trên lambda. Có cần tính tích phân từng phần ở đây không cả lớp? Có cần tính không? Tôi nhớ công thức của bộ. Ok. Còn vx thì bạn đã nhớ công thức rồi là tích phân của x bình, fx, dx trừ đi nguy bình. Thì khi bạn thay vào cũng tích phân từng phần dùng cái bảng tích phân hồi MAE mình học ấy. Thì mình sẽ tính được ra là EX sẽ bằng 1 trên lambda và VX sẽ bằng 1 trên lambda bình. Đó là một số công thức cần nhớ liên quan đến biến ngẫu nhiên này. Được chưa nhỉ? Và cái ví dụ chúng ta vừa mới phân tích. Có phải lúc nãy mình phân tích bài này không nhỉ? Đúng rồi. Đó. Thì khi đó chúng ta nhớ là ở đây tính ra bằng bao nhiêu? Thì ở đây đề bài cho là exponential distribution. Đó, với min là bằng 9 phút. Và chúng ta vừa mới phân tích là px lớn hơn bằng 15. Như vậy e mũ trừ lambda nhân 15 đúng không? Vậy thì lambda bằng bao nhiêu? Thì bạn nhớ hộ cô một việc là lambda ở đây sẽ là 1 phần 9 nhân với 15. Vì cái min này có phải là min của số sự kiện xảy ra trên một đơn vị hay không? Thì bạn nhớ là chúng ta đang quan tâm đến khoảng thời gian giữa hai khách hàng đến. Thì nếu như người ta cho là trung bình có 9 khách hàng đến trong một đơn vị thời gian là 1 phút cơ. Thì đấy mới là lambda. Còn cái exponential với min là 9. 9 phút này là phải là đơn vị của gì? Của x lớn. Thì thằng 9 này nó phải là cái gì cả lớp nhỉ? Có đúng là bằng 1 trên lambda và bằng 9 không cả lớp? Vâng. Đó, thì các bạn chú ý hộ cô cái điều đấy. Ok chưa nhỉ? Thì khi đó công việc của bạn là chỉ cần thay lambda bằng bằng 1 phần 9 và thay x bằng 15 vào là chúng ta có thể tính ra được cái giá trị. Một cách khác bạn có thể trình bày đó là sử dụng tích phân. Nhưng rõ ràng là khi chúng ta sử dụng công thức chúng ta vừa tính toán được có nhanh hơn việc sử dụng tích phân không? Cả lớp. Nhanh hơn đúng không? Vâng. Đó. Ok chưa nhỉ? Đó thì đấy là cái bài mà hôm trước cô cho. Ừ, bạn có thể làm tiếp cho cô cái ví dụ phía dưới với. Đọc cho cô đề ví dụ phía dưới. Ví dụ 2.
Ví dụ hai thì quan tâm đến gì nhỉ? Không phải khách hàng nữa mà là gì nhỉ? Bệnh nhân đúng không? Đến một cái trung tâm clinic trong vòng trong là gì nhỉ? Là với rate là 15 bệnh nhân trên 1 giờ. Như vậy là đây là cô đang đi đếm những cái bệnh nhân đến hay là cô đi tính trung bình khoảng thời gian nhỉ cả lớp nhỉ? Cái rate 15 này là gì đây? Lambda. Là lambda, được chưa nhỉ? 15 bệnh nhân. Và đơn vị của cô là mấy nhỉ? Là 1 giờ. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ cô quan tâm đến điều gì? Tìm xác suất để chúng ta chọn ra. Được rồi nhỉ? Giữa hai bệnh nhân đúng không? Chọn ra những cái người đến ấy là gì nhỉ? Liên tiếp nhau là như thế nào nhỉ? Không Không vượt phải quá bao nhiêu 6 phút. phút? Không vượt quá 6 phút. Tức là đây, ví dụ cô chọn ở đây đi. Đấy. Thì cái thằng x của cô đâu? Đây là thằng x của cô đây. Đó. Và bây giờ là cô muốn sao cho là thằng x này là không vượt quá 6 phút. Đấy nhỉ? Tức là cô đang cần tính p của x như thế nào nhỉ? Không vượt quá 6 phút tức là như thế nào? Nhỏ hơn mà Nhỏ hơn 6. Nhỏ hơn bằng 6. Thế xong đó là cô đi thay thay vào đúng không? Là 1 trừ đi e mũ trừ lambda nhân 6 đúng không? Và cô thay vào là 1 trừ e mũ trừ 15 nhân 6 đúng hay sai? Sai ạ. Sai đâu? Không cùng đơn vị ạ. Đó. Thì các bạn chú ý hộ cô một việc là nhớ đơn vị của cô đang làm là theo gì cả lớp nhỉ? Theo giờ. Vậy thì 6 này nếu bạn thay như thế này thì phải là mấy giờ, bao nhiêu nhỉ? Phải là 6 giờ cơ. Đơn vị nó phải giống nhau, giống như Poisson hồi xưa chúng ta học ấy. Đó. Vậy thì công việc của chúng ta là gì? Tiên chúng ta phải chuyển nó về cái gì đã? 6 phút thì bằng bao nhiêu giờ cả lớp nhỉ? 1/10. 1 phần 10 giờ. Ok chưa nhỉ? Và như vậy ở đây các bạn không phải thay chỗ này bằng 6 đâu. Mà chúng ta sẽ phải thay bằng bao nhiêu nhỉ? 10. 1 phần 10. Ok chưa nhỉ? Đó. Và như vậy chúng ta sẽ ra là e mũ trừ 1,5. Và nhớ là dấu nhỏ hơn hoặc bằng thì bạn phải lấy 1 trừ đi. Và như vậy kết quả có đúng như là ở trên slide là ra 0,7769 không cả lớp nhỉ? Đúng không? Các bạn thích làm theo cách của cô hướng dẫn này hay là thích làm như trên slide là dùng tích phân thì tùy nhá. Đó, bạn có thể dùng tích phân cũng được, nhưng mà tính tích phân thì nó cũng ra cái biểu thức này là biểu thức là gì nhỉ? Khi chúng ta thay thay cái gì vào đây? Thay cái cận mà thôi. Ok chưa nhỉ? Các bạn hiểu về exponential chưa? Hiểu ạ. Có cần cô chữa thêm bài tập về exponential nữa không? Có cần chữa nữa không nhỉ? Có chữa thêm một bài nữa đi ạ. Một bài xem trên file này có bài nào nữa không nhá. Hình như nó cũng thế cả. Ví dụ bài số 12 đi. Đó. Ở đây thì nó quan tâm đến gì nhỉ? Thời gian cho đến khi mà gì nhỉ? Gặp cái thành phần critical path fail đầu tiên của cái gì nhỉ? Cái ô tô. Đúng chưa nhỉ? Đó. Vậy thì người ta đang quan tâm là đây giả sử đây là thời điểm ban đầu này. Đây là thời điểm nó fail đầu đầu tiên này. Đúng chưa nhỉ? Cái path đầu tiên bị fail này thì đây chính là biến ngẫu nhiên x và đề bài đã cho sẵn nó mang phân bố exponential. Với min 3,5 year kia. Vậy thì min 3,5 year kia có phải là lambda không cả lớp? Có phải là lambda không? Không ạ, không ạ. Đó. Nhớ lambda nó phải là trung bình số sự kiện, tức là trung bình mà cái số đếm được ấy.
Đó, trên một đơn vị thời gian hoặc trên một đơn vị không gian. Còn ở đây min mà 3,5 year thì nó phải là min của gì cả lớp nhỉ? Một chia lambda. Và nó là 1 chia lambda. Chú ý đơn vị year. Đó. Và chúng ta đang cần tính xác suất để gì nhỉ? Cái khoảng thời gian này như thế nào? Là 6 năm hoặc là nhiều hơn 6 năm. Đúng chưa nhỉ? Thì ở đây là nó là 5 rồi. Thế nên mình không cần đổi đơn vị nữa. Công thức có sẵn chưa nhỉ? Thế thôi. Và như vậy công việc của bạn là thay lambda bằng mấy? Thay lambda bằng mấy nhỉ? Từ điều này bạn dẫn ra lambda bằng 1 chia Một cho trăm năm 3,5. Được chưa nhỉ? Còn dĩ nhiên sau này nó ví dụ có thể thêm câu hỏi nữa là đây, ví dụ sau này này, các bạn có thể gặp cái câu hỏi như thế này. Ví dụ cô cho hàm fx bằng 3 e mũ trừ 3x với x lớn hơn là bằng 0 và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Nó bắt các bạn câu A là tìm cho cô ex vx. Câu B ví dụ tìm cho cô xác suất để x lớn hơn hoặc bằng 2 chẳng hạn. Thì các bạn làm như thế nào? Các bạn làm như thế nào? Đó. Thì khi bạn gặp bài như thế này, bạn có thể bấm tích phân được. Đó. Thế nhưng bạn chú ý này, có hàm e mũ này. Thì đừng quên, nó có dạng là lambda e mũ trừ lambda x. Có giống nó giống cái trường hợp này không cả lớp? Thằng này với thằng này có giống nhau không? Đúng ạ. Đó, thì bạn có thể kết luận nhanh luôn vì mình đã tính ở trên lớp mình rồi mà. Ở đây có lambda bằng 3, vậy thì ex bằng mấy luôn cả lớp? Có đúng 1/3 không? Đúng 1/3 không? Vx sẽ bằng mấy? Có đúng 1/9 không? Đúng không? Còn Vx lớn hơn bằng 2 thì bằng mấy nhỉ? Bằng gì nhỉ? Lớn hơn thì không cần trừ đi nữa là e mũ trừ lambda x là xong. Và ở đây nó là e mũ trừ bao nhiêu? 3 nhân 2 là xong. Lambda bằng 3, còn x bằng 2. X bằng 2 đây, lambda thì đây. Đó, thế là xong. Đấy, thì có thể nếu bạn nào thuộc được những cái công thức mà chúng ta có được ở đây rồi thì không cần phải bấm tích phân nữa. Vì cái tích phân ứng với hàm này là tích phân suy rộng. Nó là từ 0 đến cộng vô cùng. Đó. Công thức bản chất là từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nhưng do tập xác định là lớn hơn bằng 0. Thế cho nên là nó sẽ là tích phân từ 0 đến cộng vô cùng. Các bạn có thể về nhà xem lại tích phân từng phần để thử tính bằng tay cái tích phân này nhé. Đó. Hoặc là nhìn trên cái slide này này. Slide này cũng hướng dẫn các bạn tính đây. Đó. Nhỏ hơn bằng 6 thì có thể là tính được luôn bằng cách này. Còn nếu không thì đây, bạn sẽ phải thay giống như chỗ này. Là từ 15 đến cộng vô cùng và sẽ phải đi tính lim. Khi cô thay cộng vô cùng vào lim nó bằng mấy thì chúng ta cũng ra kết quả tương tự. Đó thì chỗ hiệu cô. Và exponential cũng là cái mà kết thúc cái chương 4. Các bạn xem lại chương 4 có gì cần hỏi không nhé. Những cái pha bài tập trong file review mà còn sót lại các bạn có thể về nhà xem lại nhé. Bài nào mà không làm được thì mang đến hỏi. Được chưa nhỉ? PT2 kiểm tra hôm nào? Ơi, Quang nói lại Quang ơi. PT2 kiểm tra vào hôm nào? PT2 hôm trước hình như là chắc là tầm slot số 17, 18 Thứ gì tư đấy. tuần sau. Thứ tư tuần sau thì phải. Ở đâu có đúng không nhỉ? Tuần này là tuần thứ tư đúng không? Tuần năm rồi cô. À, thứ năm rồi. Ừ, thì thứ tư tuần sau đấy, thứ tư tuần sau đấy. Ok. Rồi. Chúng ta sang chương 6 nhé. Chương 6 thì dễ thôi mà, toàn là kiến thức các bạn học hồi cấp 3 rồi. Không biết còn nhớ gì không? Hên xui quá. Em xui à? Ô sao cô chưa gửi à? Ô sao nó lại... Ô cô bấm đúp à? Hai cái à? Rồi, thế thì cô xóa một cái đi nhé. Hay là cái kia cô chưa ấy?
vào cái thứ hai nhé. Cái thứ hai này các bạn nhận được hết rồi đúng không? VAS 9 1 6. Rồi, chương 6 là chúng ta học cái gì? Những cái chương đầu là chúng ta, ví dụ chương 2, chương 3, chương 4 là chúng ta đã làm việc với một cái tổng thể. Đúng không nhỉ? Nếu như chúng ta mô tả được hết tổng thể ra, thì chúng ta có thể là gì nhỉ? Tính toán được các parameter, ví dụ như EX, ví dụ như VX. Đó, dựa vào những cái đặc trưng. Ví dụ như là có mang phân bố normal hay không? Có mang phân bố exponential hay không? Có mang phân bố binomial hay không? Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được EX, VX rồi. Thế nhưng trên thực tế thì những cái tổng thể của chúng ta có phải lúc nào nó cũng có những cái tính chất đặc biệt như thế hay không? Thì câu trả lời là không. Thế cho nên chương 1 mình đã nói là mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải đi làm việc là lấy mẫu. Đấy chưa nhỉ? Và khi đi lấy mẫu thì mình sẽ cần làm gì? Cô đã nói rồi, mình sẽ cần phải có những cái đặc trưng tương tự như trong tổng thể mà mình đã học được ở các chương trước ấy. Đó, để mình làm gì sau này dùng những cái statistic mình tính được từ mẫu để ước lượng ra các parameter tương ứng trong tổng thể. Thế nên chương 6 là bắt đầu chúng ta là gì? Dừng lại quá trình đi nghiên cứu trên population. Vì mình không có đặc trưng cụ thể giống như chương 3, chương 4 mình đã học. Mà chúng ta sẽ bắt đầu đi khi có mẫu thì mình tính toán trên mẫu như thế nào. Đó, thì là đi mô tả các statistic descriptive. Statistic. Thì bạn nhớ lại statistic là cái gì đã học từ chương 1 rồi. Là một cái hàm số nào đó. Đúng không nhỉ? Nhưng mà chúng ta sẽ lấy input đầu vào là những dữ liệu ở đâu nhỉ? Là những dữ liệu từ trong. Từ trong mẫu. Đó. Ví dụ như ở đây cô luôn lấy ví dụ mẫu của cô là mẫu sin gồm các cái dữ liệu ví dụ như x1, x2 đến xn. Đó. Được lấy ra từ tổng thể. Được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu những cái gì đây? Đó. Thì cô trình bày thứ tự nó hơi khác trên slide này một xíu. Chúng ta sẽ đi trình bày các statistic này. Đó, cô nhắc lại định nghĩa này. Là một cái function với input là lấy từ đâu? Từ sample. Đó. Và cô sẽ đi mô tả những cái statistic này theo các xu hướng. Để chúng ta có những cái đặc trưng khác nhau của dữ liệu. Cái xu hướng đầu tiên là cái xu hướng người ta hay gọi là central tendency. Được chưa nhỉ? Là xem là cái độ tụ tập của dữ liệu nó hay tụ tập xung quanh cái giá trị nào. Được chưa nhỉ? Cái xu hướng số 2 là xu hướng về variation, là về độ phân tán. Được chưa nhỉ? Và cái xu hướng số 3 là sẽ là distribution của nó. Xem, dĩ nhiên chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là xem là cái distribution của nó là symmetric đó hay là skew hay là bị lệch thôi, chứ còn có thể là nó sẽ không có những cái distribution đặc biệt giống như chúng ta đã học ở chương 3, đã học ở chương 4. Được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu theo từng cái xu hướng này một. Được chưa nhỉ? Đó. Chắc là buổi hôm nay còn một ít còn khoảng nửa thời gian thì chúng ta sẽ học được central tendency với thêm một xíu variation. Đó, số 1 nhỏ là central tendency nhá. Đó. Cho nó. Rồi, vậy thì central tendency, cái đầu tiên mà chúng ta hay gặp hay sử dụng đó là cái gì? Đó chính là mean. Ở trong chương này cô cũng phân biệt luôn cho các bạn cái ký hiệu. Đó. Nếu có population thì chúng ta sẽ có population mean. Còn nếu như không có chữ population ở trong đề bài thì chúng ta hiểu những cái quan sát được trong đề bài nó chỉ là dữ liệu từ trong mẫu thôi. Được chưa nhỉ? Nhớ nhá. Trừ phi có câu giả sử rằng đây là population
thì mới được sử dụng công thức của population mà mình học ở chương 3, chương 4. Nếu không, phải sử dụng công thức ở đây. Được chưa nhỉ? Dĩ nhiên với min thì nó có sự tương đồng. Nguy là ký hiệu ở trong population. Chúng ta tính bằng tổng tất cả các xi chia cho n lớn là số phần tử của population. Được chưa nhỉ? Còn sample min, khi cô lấy ra mẫu gồm n phần tử thì cô cũng vẫn dùng cái hàm số đó là cộng tất cả vào chia cho số lượng. Đó là chia cho n nhỏ. Thì cái kết quả cô thu được nó cũng không thể bằng chính xác được thằng nào, thằng nguy bên cạnh. Thế nên nhớ sau này ký hiệu của sample min sẽ khác với population min. Chú ý hiệu cô, x nha, là sample min. Được chưa nhỉ? Đây, ví dụ như trên cái bài toán các bạn nhìn thấy trên slide. Nếu cô chỉ nói là the test score of 16 students, đó, thì khi đó ở đây cô chỉ biết được đây là sample data. Được chưa nhỉ? Vì cô không biết được là cái lớp này có bao nhiêu sinh viên. Cô chỉ lấy ra 16 sinh viên và điểm số của 16 sinh viên này thôi. Và như vậy x ngang các bạn tính như thế nào? Đây, cộng hết 16 cái số này lại, chia cho 16, thì bạn sẽ ra được cái con số là 65,9375. Nó là giá trị trung bình. Ok chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra giá trị trung bình chưa? Rồi. Có cần ghi thêm cái gì không? Không. Ví dụ nữa, ví dụ cô cho cái số nó bé đi một xíu nữa này, là cô cho giá trị trung bình như sau. Cô cho các điểm số như sau: 7, 8, 7, 8, 7, 8 đi. Đó, đấy là mẫu số 1 của cô. Và mẫu số 2 là 1, 2, 10, 10. Đây là bao nhiêu rồi? 23, 24. Cái 15, 15, 15 thì là 45 đúng không? Đây mới là 35 à? Đây cô cho cái số trên kia bé đi một tí nha. Đây số 6 đi. 6 này. 6 này. 13 này. 13 là 26 này. 26 thì chỉ cần thêm 9 nữa đúng không? Các bạn cộng vào bằng nhau chưa? 30 này, 35 này, 36 này, 18 này, 23 này, 23 cộng 7 là 30. Thế thì vẫn to đúng không? Số này là 5 đi. Cô muốn hai cái này có min bằng nhau ấy mà. 18, 28, 35 bằng nhau rồi đúng không? Ok. Rồi, vậy thì bây giờ dĩ nhiên đây là cô lấy ra 6 điểm số của sinh viên. Và dĩ nhiên cô không nói đây là population, thì đây cũng chỉ là gì thôi nhỉ? Sample. Vậy thì bạn có tính được giá trị trung bình của nó không? Bạn tính được x1 ngang bằng mấy nhỉ? Cộng hết những số này vào chia cho 6, giống như cái bài ở trên slide, thì bạn sẽ ra bằng bao nhiêu nhỉ? 35/6 đúng không? 35/6. Đó, 35 chia 6 thì nó ra bằng khoảng bao nhiêu nhỉ? 5,84. Tương tự như vậy, cái thằng x2 ngang này bạn cũng tính ra là bằng 35/6, cũng bằng 5,84. Đó, thì ví dụ như bạn nhìn focus vào cái mẫu thứ 1 thì bạn thấy cái con số 5,84 này nó như thế nào các bạn? Nó có tính đại diện cho dữ liệu không? Bạn thấy phần lớn các dữ liệu tụ tập xung quanh cái giá trị 5,84 này không nhỉ? Có. Đó.
Đó, mẫu này thì bạn thấy là cái sample mean đại diện khá tốt cho sự tụ tập của dữ liệu. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sang mẫu thứ hai thì bạn thấy là nó cũng là 5,84 nhưng mà dữ liệu còn tập trung chủ yếu xung quanh cái giá trị 5,84 này, không có lớp nhỉ? Không. Nó không, đúng chưa nhỉ? Vậy thì khi đó bạn thấy là gì? Thông thường người ta thông thường bạn thấy là điểm số ấy thì thường là có rất nhiều điểm thì người ta thường hay lấy giá trị trung bình để đại diện cho gì nhỉ? Lực học của các bạn. Chẳng qua lý do giống như ví dụ một. Thông thường nếu như không có điều gì đặc biệt, nó không có cái gì mà nó quá gọi là kỳ dị so với bình thường ấy, thì bạn thấy là cái con số sample mean này của nó có tính đại diện cho độ tụ tập của dữ liệu. Đó. Vì thế cho nên là cái độ đại diện của nó khá cao. Thế nhưng mà trong một số cái trường hợp cụ thể nào đó, giống như ví dụ 2 chẳng hạn. Đó. Thì bạn thấy là nếu bạn cứ cố tình lấy con số 5,84 này đại diện có được hay không? Thì dĩ nhiên là có thể vẫn được. Thế nhưng mà nó có phản ánh đúng bản chất của sự vật hiện tượng ở đây không cả lớp? Có phản ánh đúng bản chất không? Không. Đó. Nếu bạn nhìn vào con số trên là 5,666,657 thì rõ ràng là hình như đúng là lực học của người này thì tầm tầm là trung bình khá. Nhưng còn rõ ràng người thứ hai thì phần lớn điểm là dưới trung bình, tự nhiên có 2 điểm 10. Thế nên là ai cũng sẽ gì nhỉ? Tự tự đặt câu hỏi. Đúng không nhỉ? Là liệu rằng nó cái lực học này có phải là đánh giá chính xác lực học của sinh viên này hay không? Đó. Vì thế cho nên ở đây người ta sẽ có hai xu hướng. Một xu hướng đó là gì? Phải tìm thêm một đại lượng nữa đại diện cho cái gì nhỉ? Độ phân tán của dữ liệu xung quanh cái giá trị trung bình này để xem là cái giá trị trung bình này đại diện tốt như thế nào cho cái gì nhỉ? Cho cái tập dữ liệu của chúng ta. Và xu hướng số 2 đó là gì? Là người ta có thể phải đi định nghĩa thêm một số cái đại lượng nữa để làm gì? Để mà chúng ta đánh giá xem là gì nhỉ? Lấy cái gì đại diện cho mức độ tụ tập cho central tendency này tốt hơn. Thì ở đây trong mục central tendency thì cô nói luôn một số cái khái niệm mà có thể dùng để đánh giá thêm để xem là thằng 5,84 này đại diện có tốt hay không. Đó. Thì cô nói luôn cái thứ hai chúng ta học đó là cái thằng median 1.2. Các bạn ghi cho cô median, dịch là trung vị. Các bạn nghe có quen không? Các bạn nghe trung vị có quen? Cái định nghĩa nghe medium nghe quen hoặc Ừ, chung chung đó thì là hồi lớp 10. Cô có nhớ không nhầm thì hồi là hồi lớp 10 các bạn có khái niệm này. Đó, là trung vị thì dịch ra đúng là vị trí trung tâm. Đó, chúng ta quay lại cái ví dụ 1 lúc nãy. À, cô viết đối với ví dụ 1 lúc nãy là gì? 566657. 566657. Nếu như bạn cứ nhắm mắt vào, bạn tìm cái giá trị nằm ở chính giữa. Đó, thì bạn thấy ở đây cô có tổng cộng là 6 dữ liệu. Bạn tìm thấy mấy số ở vị trí chính giữa? hai Hai số. Thì thằng này bạn thấy là có vẻ không không vấn đề gì cả. Nhưng ví dụ như thế này này. Đó. Bạn nhắm mắt vào tìm số vị trí chính giữa là số 10. Vậy thì theo các bạn nó có đại diện cho xu hướng trung tâm tụ tập của dữ liệu được không nhỉ? bốn Không. Đó. Thì nhớ cho cô. Với median nhớ phải cái gì hộ cô? Sắp xếp dữ liệu theo một cái chiều nào đó và thường chúng ta sẽ chọn là chiều gì? Chiều tăng dần. Đó. Ví dụ như bây giờ cô sắp xếp lại này. Cô sắp xếp lại này. Đó. Thì bây giờ thằng 5 nó ở đây, 1 nó ở đây, 2 nó ở đây. Thì khi đó bạn sẽ thấy là gì? Thằng này mới thằng ở vị trí chính giữa này. Và bạn sẽ đánh giá được là thằng này với thằng min nó có gần nhau hay không. Đó. Còn trên dãy dữ liệu này thì chúng ta vẫn tìm thấy là gì nhỉ? Hai thằng ở vị trí chính giữa. Thì ở đây sẽ là mấy nhỉ? Median. Chúng ta mặc định hiểu nó là gì nhỉ? Trung bình cộng của hai số này. Đó, thằng này n bằng 5. Thì bạn có median là bằng mấy luôn? Bằng mấy luôn nhỉ? Bằng 2. Để xem nhỉ? Đó. Thì thằng này nó nằm ở vị trí bạn có thể hình dung. Đó, median nó ở đây. Sẽ có khoảng 50% đằng trước, 50% đằng sau. Đó.
Và nhớ là sau này khi chúng ta tính toán thì chúng ta nhớ phải sắp xếp dữ liệu. Ví dụ cho thằng tiếp theo là 2, 3, 5, 5, 10, 10 đúng không? 2, 3, 5, 5, 10, 10. Thì chúng ta sẽ tìm được thằng này là ở vị hai số ở vị trí chính giữa. Thì bạn sẽ nhìn thấy là median của chúng ta sẽ bằng mấy nhỉ? 5 cộng 5 chia 2 và bằng mấy? Và bằng 5. Thì bạn có thể đánh giá được cái con số 5 này so với con số 5,84 nó nhỏ hơn khoảng 0,84. Còn cái thằng 6 này nó hơi lớn hơn con số 5,84 nhưng nó gần với 5,84 hơn. Thế nên bạn có thể đánh giá sơ bộ là gì nhỉ? Cái thằng min nào sẽ tốt hơn thằng min nào? Dữ liệu nào sẽ tốt hơn dữ liệu nào nhỉ? Đó, thì min với median mà gần nhau hơn thì sau này các bạn sẽ đánh giá được nó lệch ít hơn. Đó, bạn có thể thấy là phần skewness, cái phần distribution này sẽ thấy đi sánh min và median thì chúng ta sẽ có dự đoán được về cái phân bố của nó. Min mà median lại có thể giống uniform, có thể giống gì nhỉ? Giống normal median thì phần nào chúng ta có thể kết luận được là gì nhỉ? Dự có thể cái dữ liệu của chúng ta sẽ là symmetric. Đó. Và độ lớn dữ liệu. Ok chưa nhỉ? Đó thì các bạn biết là median. Được chưa nhỉ? Chỉ cần nhớ là gì? Chúng ta dữ liệu thành hai phần. Được chưa nhỉ? Đó. Nếu như n là chẵn thì sẽ là gì? Hai số ở giữa. Còn n là lẻ thì median sẽ là ở vị trí chính giữa. Đấy nhỉ? Số vị trí chính giữa này chính là số ở vị trí nào nhỉ cả lớp nhỉ? N bằng 5 thì nó là 2. Nếu 9 thì nó ở vị trí nào các bạn có biết không? Các bạn biết nào vị trí nào không? Nếu n bằng 5, 9 thì nó là số số nào là số ở vị trí chính giữa nhỉ? Chín 49 cộng 1 chia 2 bạn sẽ ra cái vị trí đó là số gì nhỉ? Số thứ gì nhỉ? X 3. Đấy nhỉ? Đó, cô lấy n cộng 1 chia 2. Còn thằng ở phía trên này thì bạn sẽ thấy được là gì? N cộng 1 chia 2 thì chúng ta sẽ ra bằng bao nhiêu nhỉ? Có đúng ra 3,5 không cả lớp? Đó. Thì cái median này bạn sẽ thấy nó chính là 3,5 thì ở giữa x3 và x4. Đấy. Thì bạn cứ tính ra này. Bạn lấy n cộng 1 chia 2. Nếu nó ra là số thập phân thì bạn lấy trung bình cộng của hai số ở vị trí. Đây, 3,5 thì lấy ở vị trí 3 cộng vị trí 4 chia 2. Tương tự nếu đây là 50 cộng 1 chia 2 thì bạn ra 25,5. Bạn sẽ lấy trung bình cộng của số ở vị trí 25 cộng 26. Đấy nhỉ? Tương tự như thế. Nếu như n lẻ bạn tính thì nó sẽ ra là một số tự nhiên, ví dụ ở đây là sẽ ra bằng 3. Đó, thì chúng ta sẽ có median ở vị trí chính xác là vị trí x3. Đấy, đấy là cái cách mà các bạn có thể tìm được trong cái trường hợp là gì n lớn thì bạn sẽ không cần phải đếm 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 xem là thằng nào ở giữa mà bạn dùng luôn cái công thức này để làm. Ok chưa nhỉ? Được chưa? Các bạn hình dung ra median chưa nhỉ? Dạ. Rồi. Cái thằng số 3 chúng ta học đó là thằng thằng mốt. Đó. Đó. Thì vì sao phải học mốt? Cô lấy ví dụ này. Ví dụ nhá. À, bây giờ cô đi làm survey. Và cái câu trả lời của cô là yes, no hoặc undecided. Đó. Thì bây giờ cho cô hỏi, nếu cô muốn đại diện cho center tendency theo các bạn cô có dùng được min không? Cô có tính được min của những cái dữ liệu này không cả lớp nhỉ? Muốn tính được min, cô phải cộng vào chia trung bình thì nó phải là gì nhỉ? Quantitative. Đây có phải quantitative cả lớp? Qualitative. Đúng chưa nhỉ? Thế có tìm được median thay thế cho min không? Thì câu trả lời là nếu có median thì cô phải sắp xếp được cơ. Dữ liệu sử dụng cả lớp. Không
không sắp xếp được. Như vậy bạn biết được là cái dữ liệu này nó ở cái nominal data. Đó, nhớ là nó chỉ là qualitative và không có thứ tự nào cả. Đó, thì như vậy nó sẽ gặp khó khăn trong việc là đi và vì mốt đó để dành cho những dữ liệu này. Dĩ nhiên mốt nó vẫn dùng được cho những dữ liệu qualitative, đơn là dữ những là nhất triệu được gì sử dụng luôn cái này, biết cái mà cô vừa nói lúc nãy nhá. Đó, à, ví dụ trong cái dữ liệu này thì bạn sẽ thấy một việc số 52 được lặp đi lặp lại mấy lần, 3 lần, thì số 52 chính là mode của dữ liệu. Và ở đây cô chỉ có một mode thôi, vì cái số thứ hai được lặp đi lặp lại là số 55, thì nó chỉ có bao nhiêu thôi nhỉ? 2 lần, đúng nhỉ? Và nếu có một mode này thì nó gọi là unimodal của cô. Đó. Sau này unimodal, nếu mà là ở dạng unimodal thì bạn sẽ hình dung nó chỉ có một cái đỉnh cao này thôi. Unimodal là chỉ có một mode thôi. Nhưng dĩ nhiên vẫn có những cái trường hợp có nhiều mode. Ví dụ cô cho là bài 555222237 chẳng hạn. Thì bạn thấy một việc số 5 và số 2 này đều được lặp đi lặp lại với tần số là mấy? Tần số là 3. Và đó là cái tần số lớn nhất dữ liệu này. Như vậy ở đây cô có 2 mode, nó là B. Thì sau này có thể dữ liệu nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ có 2 cái. Và dĩ nhiên nó cũng sẽ có multimodal. Nếu như phân hoặc 3 lần dữ liệu được lặp đi lại với tần số lớn nhất. Chú ý cho cô là có một cái trường hợp thế này. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Không có dữ liệu nào được lặp đi lặp lại cả. Thì nó gọi là gì nhỉ? Nhớ là no mode nhé. Đó. Thì chúng ta tìm được mode thì chúng ta cũng thấy được là gì nhỉ? Cứ dữ liệu nào được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất thì có khả năng nó sẽ kéo min lại gần nó hơn. Đúng chưa nhỉ? Thế nên thằng mode này nó cũng như thế nào nhỉ? Có khả năng đại diện cho gì nhỉ? Central tendency. Ok chưa nhỉ cả lớp nhỉ? Ok chưa cả lớp? Các bạn hiểu về đó? Dạ. Ok. Rồi, và như vậy thì bạn nhớ là chúng ta sẽ có, thông thường là chúng ta có 3 đại lượng đại diện cho xu hướng central. Nhưng mà min sẽ như thế nào nhỉ? Bạn sẽ thấy một việc là nó bị ảnh hưởng khi mà ở xa những cái thằng còn lại. Đó, thằng 10 đây chúng ta cứ coi như là nó ở xa. Đấy, thì có thể là gì nhỉ? Nó ảnh hưởng rất lớn. Đáng nghĩa là 5, 2, 3 năm này thì trung bình của nó chỉ khoảng là 3 phẩy mấy thôi. Nhưng tự nhiên có thêm những thằng 10 này vào thì nó kéo lên hẳn 5,84. Thế cho nên là trong một số trường hợp có thể chúng ta sẽ phải tính thêm cái gì? Tính thêm median. Đó, tính thêm mode để chúng ta biết được xem là thằng min này nó có đại diện không. Đưa ra kết luận phiến diện. Ok. Các bạn xong về cái xu hướng này chưa? Có gì khó hiểu không? Có gì khó hiểu nhỉ? Không ạ. Ok. Thế thì chúng ta sẽ sang cái xu hướng số 2 là variation nhá. Hai nhỏ. Là nhá. Đó. Thì variation thì như chúng ta vừa thấy đấy, nếu như mà thằng nó bị ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng như thế nào? Rất có nhiều trường hợp là có những dữ liệu khác nhau nhưng nó cùng ra một min, và có thể là cái min đó sẽ phản ánh rất tốt về bản chất của dữ liệu nhưng có thể là không. Thế nên ngoài cái việc bạn tính thêm median, tính thêm mode thì người ta còn đi làm gì? Đi xem độ phân tán của dữ liệu nó như thế nào, để chúng ta có cái nhìn diện hơn nữa. Thì variation chính là cái độ phân tán mà người ta hướng tới. Thì cái đơn giản nhất trong cái độ phân tán này đó chính là rent. Được chưa nhỉ? Rent. Sample rent. Thì người ta tính bằng gì?
bằng max trừ min. Ok chưa nhỉ? Đây, ví dụ như cái sample data mà cô đang có ở trên bảng đây, là trên slide đây, thì cô có max là 98, cô có min là 32. Như vậy cô chỉ cần lấy 98 trừ 32 thì sẽ ra bằng bao nhiêu? Thì sẽ ra bằng 66. Ok chưa nhỉ? Hoặc là cô quay lại hai ví dụ cô cho lúc đầu. Thì với ví dụ 1 này thì range của cô sẽ bằng mấy? Ví dụ 1 này thì range bằng mấy nhỉ? Range 1 thì bằng mấy nhỉ? 2. Thì bằng 7 trừ 5 bằng 2. Tức là bạn sẽ thấy cái dữ liệu này nó phân tán trên một đoạn chỉ dài bằng khoảng 2 thôi. Thế nên là cái thằng 5,84 này mình có thể dự đoán là nó cũng khá tốt vì cái độ phân tán nó ít. Thế còn cái thằng range 1, range 2 này thì sao? Nó bằng những mấy cơ? 10 trừ 1 và bằng 9. Và như thế thì chúng ta sẽ thấy một việc đó là gì nhỉ? Là nó phân tán quá lớn. Đây, hoặc như thằng này là 10 trừ 2 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 8. Là 2 pin đây. 10 trừ 2 bằng 8. Thế nên là bạn sẽ biết được thằng 5,84 này đại diện cho một khoảng dài gấp 4 lần cái khoảng của cái đoạn số 1. Thế cho nên là gì nhỉ? Có thể cái thằng 5,84 này nó không tốt lắm. Đi chưa nhỉ? Đó. Thì đó là sample range. Tính rất là dễ. Tính dễ thì các bạn sẽ tự động thấy một việc đó là gì? Là mình sẽ không rõ được cụ thể là từng dữ liệu của nó phân tán như thế nào để mình đánh giá xem là liệu rằng có cái dữ liệu nào kỳ dị trong đó hay không. Đúng không nhỉ? Và sau này người ta không gọi là kỳ dị mà người ta sẽ dùng một cái từ là outlier. Đó, để chỉ ra những cái dữ liệu ở xa phần lớn những dữ liệu khác. Và nó ảnh hưởng rất lớn đến giá trị trung bình. Đó. Thì khi đó thì người ta có định nghĩa thêm một đại lượng nữa. Và nó đại diện tốt hơn so với thằng range này. Người ta gọi đó là phương sai. Nghe quen không? Variance. Làm mãi rồi. Đó, làm mãi rồi đúng không? Rồi. Thì phương sai là cái gì? Thì ở đây sau này chúng ta cũng sẽ có làm việc với ước lượng variance. Thế nên chúng ta phải phân biệt hộ cô. Là thứ nhất là population variance. Những cái có ký hiệu thì cô sẽ đều viết ký hiệu ở đây nhá. Đó. Thì sigma bình bằng Vx hôm trước chúng ta học rồi là gì? Chúng ta đi tính độ lệch của các giá trị dữ liệu so với giá trị trung bình rồi chia trung bình ra là chia cho N. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ for sample variance chúng ta định nghĩa là gì? Cái công thức này cô đã nói từ chương 3 rồi nhá. Cái công thức population này này. Lấy từ chương 3 rồi nhá. Đó. Thì chúng ta cũng biết là cô lấy ra n nhỏ phần tử thì sẽ không ra cái giá trị chính xác sigma bình, thế nên cô sẽ ký hiệu là S bình. Đó. Cũng với định nghĩa tương tự. Đó. Đáng nhẽ phải chia cho n nhỏ là chia trung bình. Được chưa nhỉ? Thế nhưng mà chúng ta hôm sau sang chương 7, cô sẽ cho các bạn làm thử một việc là nếu mà làm bằng n này thì nó sẽ không tốt cho việc sau này chúng ta đi ước lượng. Các bạn hình dung nó giống như bây giờ chúng ta cũng hiểu, cứ hiểu nôm na như thế này. Bạn giống như cái việc là các bạn đi đo chiều cao đi chẳng hạn. Bạn hình dung nếu hai người mà bằng đầu nhau mà đi đo chiều cho nhau thì khi các bạn nhìn vào cái thước ấy, bạn sẽ nhìn thấy con số chính xác luôn. Đó. Nhưng mà nếu một người thấp hơn đi đo chiều cao hơn ấy, bạn sẽ phải nhìn lên. Đúng chưa? Thế cho nên là khi bạn nhìn vào cái thước có thể sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ cao hơn cái chiều cao thực tế một xíu. Tương tự như thế cho việc là đo chiều cao cho người nhỏ thấp hơn mình. Thế nên là khi mình đọc cái kết quả ấy, mình phải dựa vào cái tương quan giữa người đi đo và người được đo để chúng ta có thể đưa ra cái con số gần như chính xác nhất. Thì ở đây cũng thế. Sau này mình đi ước lượng thì mình luôn luôn mong muốn là ước lượng ra thằng sigma bình này với cái gì nhỉ? Với cái sai số nhỏ nhất. Bằng thực nghiệm thì người ta nhìn thấy được là nếu cô đề cho sai số của nó rất lớn, có thể mình sẽ không ước lượng ra chính xác được sigma bình. Thế nên người ta đi tìm chỉnh sửa lại thằng S bình này một xíu. Nếu như đó, n trừ 1 này này, tức là mẫu số là chia cho n trừ 1, thì sau này khi ước lượng chúng ta có thể ước lượng ra chính xác thằng sigma bình này với sai số sẽ gì nhỉ? Rất nhỏ, chấp nhận được.
Để cho thằng n trừ một này sau này nó gọi là degree of freedom. Đó. Thì bây giờ các bạn cứ ghi hộ cô công thức tính sample variance. Đó, bản chất vẫn là đi đo độ lệch của từng dữ liệu so với giá trị trung bình x ngang này. Đó. Thế nhưng mẫu thì là chia cho n trừ 1 chứ không phải chia cho n. Đó. Và khi đó thì chúng ta cũng có đại lượng tương ứng, đó là gì nhỉ? Population standard deviation là độ lệch chuẩn trong tổng. Còn bên này thì có là sample standard deviation S thì bằng 5 của S. Ok chưa? Bạn thấy với min nếu mà bạn có nhầm lẫn một tí không biết đây sample thì công thức vẫn là cộng và chia số lượng. Thế nhưng nếu variance này mà bạn nhầm lẫn một cái là chết đấy. Chia cho n với chia cho n trừ 1 thì sẽ ra kết quả khác nhau. Đúng chưa nhỉ? Đó. Ví dụ các bạn nhìn luôn trên slide đi. Đấy. Muốn tính S bình thì bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ phải đi tính X ngang bình. À xin lỗi, đi tính X ngang. Thì X ngang ở đây bạn cứ là coi như là tròn thành 66 đi, viết cho nó dễ. Đó. Thì cái công thức mà bạn nhìn thấy ở trên slide là công thức mà người ta đã đi làm gì rồi? Dùng hằng đẳng thức đáng nhớ. Và người ta rút gọn đi. Còn nếu không thì các bạn cứ nhớ mỗi cái công thức cô cho các bạn ghi kia thôi. Thì công việc của các bạn S bình là bạn có thể làm như thế nào? Là bạn lấy từng dữ liệu một, là bạn lấy 32 trừ đi 66 bình phương cộng cho đến 98 trừ 66 bình phương. Nhưng mà nhớ chia cho mấy nhỉ cả lớp nhỉ? Chia cho mấy? Tổng này chia cho mấy nhỉ? 15. Chia cho 16 trừ 1 là chia cho 15. Thì các bạn cũng sẽ ra cái kết quả là 376,329. Được chưa nhỉ? Còn bạn thuộc thêm cái công thức rút gọn cũng được. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn bấm máy tính vào túi. Còn bây giờ là cứ nhớ công thức đã. Và nếu đề bài có yêu cầu các bạn tính thêm standard deviation thì các bạn làm gì là xong? Căn nó đi. Khai căn. Ok chưa nhỉ? Khai căn là xong. Thì đó là variance. Đó. Đây. Cô sẽ cho thêm một số ví dụ để các bạn nhìn rõ xem là học min và học variance làm gì nhé. Ví dụ 1. Rõ cách tính variance rồi đúng không? Dạ. Rồi. Cô có cái trò chơi xổ số này. Cô phát hành 1.000 né đi. Cái này cô cho ví dụ hôm trước rồi đúng không? Cái này hôm trước cô cho ví dụ rồi đúng không? Vâng, vâng. Ừ, thế thôi cái này. Đó, thì ví dụ ở đây là cô phát hành 1.000 vé xong cô lại lấy mẫu ra thì cái cách tính nó cũng tương tự. Đó, thì công việc của các bạn là nếu muốn biết min là nó đại diện cho cái gì thì bạn sẽ thấy được min đại diện cho giá trị kỳ vọng. Đấy nhỉ? Còn variance nó đại diện cho độ sai số so với giá trị kỳ vọng đó thì bạn cũng thấy được ở đây là với định nghĩa trong mẫu thì cái variance này nó cũng thể hiện là gì? Sai số so với thằng x ngang là cái kỳ vọng trong mẫu này. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá được là ý nghĩa của hai thằng này trong thực tế. Được chưa nhỉ? Thì đó là standard deviation và variance. Được chưa nhỉ? Rồi cô cứ nói tiếp nhá. Xem còn cái gì nào với các bạn nữa không? Rồi, cái số 3. Chúng ta sẽ quan tâm ở đây là một số cái dạng của distribution nhé. Distribution. Đó. Thì để chúng ta biết được cái distribution này như thế nào thì như cô vừa nói lúc nãy là có thể chúng ta sẽ phải đi xác định min và median để so sánh min với median. Đó. Hoặc là có một cái cách thứ hai nữa đó là gì? Chúng ta có thể sử dụng một số loại biểu đồ. Đấy nhỉ? Để chúng ta có thể là gì nhỉ? Hình dung ra xem cái phân bố của dữ liệu này như thế nào. Đó. Thì ở đây cô sẽ giới thiệu một số dạng biểu đồ. Đây thì cô cứ viết theo đúng thứ tự tiến trình ở đây nhá. Cái dạng biểu đồ thứ nhất các bạn có thể gặp đó là stem and leaf plot.
Có một số chỗ thì cô sẽ viết ngắn gọn là stem plot nhá. Thì cũng là nó nhá. Đó. Thì stem and leaf plot là như thế nào? Các bạn hình dung nó như sau này. À, nhìn luôn cho cô cái ví dụ ở bên slide nhá. Các bạn quan sát hộ cô cái ví dụ trên slide, các bạn tự bật hộ cô nhé. Máy của cô nó lại tự động khởi động lại. Các bạn thử xem là nhìn xem cái bảng phía trên là cô liệt kê lại toàn bộ dữ liệu. Còn cái bảng phía dưới ấy, chính là stem and leaf plot. Các bạn thử nhìn hộ cô xem làm thế nào để cô xây dựng được cái stem and leaf plot ở dưới. Hôm nay máy bị làm sao cô không thể hiểu nổi. Được chưa nhỉ? Chúng ta cùng nhìn nhé. Ở đây cô đang có dữ liệu mẫu. Đó, nó không nói gì đến population mà cô chỉ có là score of 17 student đúng không? Như vậy. Ở dưới có 12. Này sửa lại của cô nhé. 12 thôi nhé. Đấy nhỉ? Ở đây cô chỉ có 12 dữ liệu. Tức là cô có mẫu gồm 12 student. Được chưa nhỉ? Vậy thì làm cách nào để chúng ta có cái stem and leaf plot đây? Thì bạn cứ hình dung stem and leaf là gì? Là cô nhìn vào dữ liệu, cô sẽ chia dữ liệu làm hai phần. Được chưa nhỉ? Thông thường cái phần leaf này này, chúng ta thường hay chọn là gì nhỉ? Rightmost digit. Đây là thông thường. Thông thường là chúng ta thường hay chọn nó là cái gì nhỉ? Cái chữ số và gì nhỉ? Ở phía bên phải nhất của dữ liệu. Ok chưa nhỉ? Đó. Còn những cái phần còn lại thì sẽ là stem. Còn dĩ nhiên tùy vào các bạn đây. Các bạn có thể chọn chọn một đây. Tổng quát thì bạn thường hay là có thể chọn một này. Hoặc là nhiều hơn những cái chữ số, được chưa nhỉ? Làm leading, được chưa nhỉ? Và thằng if là những thằng còn lại. Còn cô thì hay là gì nhỉ? Nó như nhau thôi,
là cô đi chọn leaf trước. Đấy chưa nhỉ? Thông thường cô sẽ hay chọn là gì nhỉ? Một cái chữ số phía đằng sau này. Còn tùy vào việc là dữ liệu của chúng ta dài hay ngắn thì chúng ta có thể chọn một chữ số hoặc hai chữ số phía bên phải để mà chúng ta gì nhỉ? Chia dữ liệu ra. Ở đây chỉ có hai hoặc ba chữ số thôi. Thế nên chúng ta hình dung này, cô sẽ chọn phần chữ số phía bên phải, nhất là cô chọn phần đơn vị đi. Tất cả những số phần đơn vị này cô sẽ tách ra là phần leaf. Đó. Và như vậy phần leading hay còn gọi là phần stem sẽ là những cái chỉ số còn những cái chữ số còn lại. Những chữ số còn lại sẽ là 5, là 11, là 22, là 24, là 33. Và cô sẽ sắp xếp những cái stem đó theo thứ tự tăng dần. Ok chưa nhỉ? Thường là sẽ sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần để chúng ta có cái trục số giống như chúng ta vẽ đồ thị. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô chỉ ghi lại những phần stem ở đây thôi, những phần stem khác nhau. Sau đó cô quay lại dữ liệu và cô viết nốt phần leaf vào phía bên cạnh. Được chưa nhỉ? Ví dụ số 55 chỉ xuất hiện một lần thì sau này phần tần số cô không cần viết lại phần stem nữa. Cô chỉ cần viết lại phần leaf thôi. 55 xuất hiện một lần thì số 5 xuất hiện một lần. 115 xuất hiện một lần thì bên phần leaf là một lần số 5. Tương tự như thế đến số nào? Đến số 405. Đây, 400 là với stem là 40 đúng không? Thì số 400 xuất hiện một lần thì có một lần số 0 xuất hiện này. Đó. Số 405 xuất hiện hai lần thì sẽ có hai lần số 5 xuất hiện ở bên phần leaf. Như vậy bạn sẽ thấy là cái phần tần số đó, phần tần số xuất hiện của chúng ta sẽ thể hiện ở phần gì nhỉ? Phần leaf. Và nhìn vào cái đồ thị này bạn sẽ có thể hình dung xem là dữ liệu nó lặp đi lặp lại. Bạn nhìn thấy mốt luôn là ở đây là bao nhiêu? Ở cái khu gần này này. Đó. Mốt có thể giá trị trung bình hoặc là cái gì đó nó có thể gần gần cái khu này. Đó, nằm trong cái khoảng từ 330 đến khoảng 400 gì đó. Vì có vẻ dữ liệu nó tụ tập ở đây khá nhiều. Ok chưa nhỉ? Đó. Thì đó chính là stem and leaf plot. Ok chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra stem and leaf plot chưa cả lớp? Đó. Thì với stem and leaf plot này thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta nhìn từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Đây, bạn có thể nhìn này. Thông thường là từ trên xuống dưới chúng ta sẽ là gì nhỉ? Tăng dần. Còn từ trái qua phải này thì chúng ta thấy là những cái dữ liệu ở đây cô cũng viết là 330 rồi đến 335 cũng là tăng dần lên. Đó. Thì thông thường như thế này sẽ là stem and leaf plot là gì nhỉ? Tiêu chuẩn. Còn dĩ nhiên nếu bạn chưa sắp xếp thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi đó thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ không cho chúng ta cái nhìn chuẩn xác và cho cái nhìn tổng quan về dữ liệu vì mình chưa sắp xếp mà. Đó. Ok chưa nhỉ? Và ví dụ như nhìn vào cái stem and leaf plot này, các bạn thử tìm cho cô. Đây, ví dụ nữa này. Bây giờ các bạn thử làm cho cô ví dụ bên này đi. Cô cho stem plot là gì? Ví dụ đây, stem đây, leaf đây. 1, 12, 18, 23, 2, 3, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 5. Đó. Thì bây giờ các bạn thử làm cho cô một việc là tìm sample mean và sample median xem nào. Của dữ liệu này các bạn ơi. Thử tìm của cô cái. Đó. Nhìn vào dữ liệu này thì các bạn thấy là ví dụ cái bài trên slide này thì các bạn sẽ thấy dữ liệu nó như thế nào nhỉ? Phân bố như thế nào? Phân bố sẽ như thế nào nhỉ? Hơi bị lệch, đúng nhỉ? Skew. Skew thì nó sẽ không thể nào là gì nhỉ? Normal được. Đó. Ví dụ như thế thì các bạn có thể hình dung ra để xem là dáng điệu, cái distribution của nó là lệch hay là đối xứng. Đấy. Thế nên cô mới xếp nó vào phần distribution. Rồi, thế thì khi đã hiểu về stem and leaf plot rồi thì thử làm cho cô cái việc sau này có thể người ta sẽ không cho các bạn dữ liệu liệt kê hết ra như những cái ví dụ cô cho lúc đầu. Mà nó sẽ cho dưới dạng cái biểu đồ stem plot như thế này. Vậy làm thế nào mình tìm được các đặc trưng central tendency cũng như là gì nhỉ? Variation. Ví dụ như đây là cô lấy ra hai cái là mean với median thì mình làm như thế nào? Mốt thì dễ rồi. Bạn thấy bên này số 3 được lặp lại nhiều nhất. Thế nên là số nào sẽ là mốt nhỉ cả lớp nhỉ? Mốt sẽ là bao nhiêu? Mốt thì nhớ là phải là 123 nhé, chứ không phải là 3 nhé. Sample mean thì tính bằng cách nào? Sample mean
thì công việc của bạn là phải khôi phục lại dữ liệu của cô. Thì lúc nãy là chúng ta làm chiều 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 xuôi là có dữ liệu ra stem plot. Vậy bây giờ có stem plot ra dữ liệu thì chúng ta làm như thế nào cả lớp nhỉ? Gộp nó lại. Kết nối với nhau. Ví dụ như ở đây thì dữ liệu gốc của cô sẽ gồm những số nào? Gồm những số nào nhỉ? 122 xuất hiện một lần. 123 xuất hiện mấy lần? 3 lần. 180 xuất hiện một lần, 181 xuất hiện 2 lần và 235 xuất hiện mấy lần? 1 lần. Các bạn cộng hết vào chia trung bình thì các bạn sẽ tìm được C4min. Ok chưa nhỉ? Nhớ số lượng các lá phía bên phải này cộng vào phải ra đúng N. Nếu như bạn cộng chỗ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lá mà N của chúng ta là 9 chẳng hạn, thì chắc chắn là bạn đã liệt kê thiếu một cái gì đó, cần phải đi liệt kê lại. Ok chưa nhỉ? Thế còn sample median thì khi tìm sample median với bài này, bạn có cần phải khôi phục lại dữ liệu gốc không cả lớp nhỉ? Có cần phải khôi phục lại dữ liệu gốc không? Đó, thì câu trả lời là không. Ở đây chúng ta biết N bằng 8 rồi. Thế nên bạn biết là cái median nó sẽ nằm ở vị trí nào nhỉ? Có đúng là cô lấy N cộng 1 chia 2 không cả lớp? Là 4,5. Mà ra 4,5 thì cô sẽ biết được median sẽ là bao nhiêu nhỉ? Sẽ là x4 cộng x5 chia 2 đúng không cả lớp? Có đúng không? Vậy x4 nó nằm ở đâu thì bạn nhớ khi cô đã sắp xếp, bạn nhìn qua chỗ này đã sắp xếp. Và từ trái qua phải cô cũng đều sắp xếp rồi. Thế nên công việc của bạn chỉ cần đếm bên phần leaf là bạn sẽ biết số 4 và số 5 nó nằm ở đâu. 1, 2, 3, 4 thì đây ứng với x4 này. Thằng này sẽ ứng với x mấy? x5. Và như vậy chúng ta sẽ có 123 cộng 100 bao nhiêu? 80 chia 2 sẽ ra là gì nhỉ? Sample median. Ok cho cả lớp nhỉ? Ok cho cả lớp? Được ạ. Ok. Dĩ nhiên. Ôi, em nói đi. Một bài nữa được. Làm thêm một bài nữa nhé. Ví dụ, bây giờ cô có sample như sau. 48,1, 48,2, 49,5, 49,7, 50,1. Đó. Các bạn lập cho cô stem plot. Rồi, thử lập cho cô stem plot của bài này xem sao. Bài này khác với cái bài ở trên slide đúng không? Nó lại có số thập phân. Vậy thì mình sẽ gọi chọn phần leaf là cái gì nhỉ? Được nhất. Chúng ta chọn một thôi. Số này thôi cũng được này. Thì khi đó chúng ta viết nó sẽ dễ hơn. Đó. Leaf thì chúng ta sẽ cũng vẫn là most rightmost digit nhá. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ có luôn stem này. Leaf này. Đó. Thì khi đó bạn nhìn vào đây thì cái chữ số ở phía bên phải nhất thì bây giờ nó không còn là phần đơn vị giống như cái dữ liệu lúc nãy nữa, mà nó phải là cái gì cả lớp nhỉ? Số thứ nhất sau dấu thập, sau dấu gì nhỉ? Sau dấu phẩy. Được chưa nhỉ? Số thứ nhất sau dấu phẩy. Thì như vậy chúng ta nhớ này, dấu trước dấu phẩy thì ở đây có số 48 này. Đó. Thì số 48 này cô có 48,1, 48,2 này. Hết rồi. Đến 49 này. Thì thằng này lại là 5 này. Được chưa nhỉ? Còn mấy nữa? Còn 7 nữa này. Hết số 49 rồi thì đến số 50 này. Có 50,1.
Đó. Thì khi bạn biết là nó là mode radix rồi thì bạn phải nói rõ ra nó là gì nhỉ? Nó là phần đơn vị. Đấy, ví dụ như thằng này thì nó phải là gì nhỉ? Phần đơn vị. Đó, còn bên này thì nó phải là gì nhỉ? Số thứ nhất sau dấu thập phân. Đó. Thì chúng ta nhớ hộ cô. Vì sao? Khi có thằng này rồi thì chúng ta có thể khôi phục lại chính xác mà không bị hiểu nhầm dữ liệu. Khi khôi phục lại thì chúng ta biết là nó là số thứ nhất sau dấu phẩy. Thì nó phải là khi cô hợp nó lại thì nó phải là 48,1. Còn trong khi đi thi ấy, thì chúng ta hay dùng dấu thập phân này là dấu gì cả lớp nhỉ? Dấu gì? Dấu chấm. Thì các bạn chú ý cái việc khôi phục lại dữ liệu gốc nó phụ thuộc vào việc quy ước ban đầu của mình chọn list là cái gì. Ok chưa nhỉ? Cái việc tính xem bồ min thì bắt buộc bạn phải viết rõ dữ liệu gốc ra từ cái stem and leaf plot này để chúng ta tính toán. Còn median thì không cần tính. Ví dụ median đây chúng ta chỉ cần nhớ lại là chúng ta đếm cái gì cả lớp nhỉ? Median chỉ cần đếm chỗ này có bao nhiêu số? 5. 5 số. Và khi chúng ta có 5 số thì chúng ta muốn tìm median thì chúng ta làm như nào nhỉ? Tìm median thì cô luôn luôn tính cái gì nhỉ? Có đúng là cộng 1 chia 2 không? Đó. Thì chúng ta sẽ biết ngay với trường hợp này thì median nó sẽ phải bằng x mấy nhỉ? X3. Và ở đây bạn nhìn stem từ trên xuống dưới cô đã làm gì rồi? Sắp xếp rồi này. Leaf thì từ trái qua phải cô đều sắp xếp tăng dần rồi này. Thế nên cô chỉ việc đếm theo chiều từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới số ở vị trí thứ ba. Đây, số ở vị trí thứ ba đây. Nó chính là median. Thì chúng ta biết ngay median của dãy dữ liệu này là bao nhiêu nhỉ? 49,5. Các bạn hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa nhỉ? Ok. Có kịp học tiếp thằng Q1, Q2, Q3 không nhỉ? 5 phút nữa có thích học bài mới nữa không hay là thôi để buổi sau? Còn 5 phút nữa, các bạn có thích học tiếp không? Ok, thế tôi để buổi sau nhé. Tại vì cô sợ cũng không hết được. Hay là cứ nói qua một tí để về nhà đọc. Thôi, không cố nữa nhé. Rồi, các bạn xem lại những cái chúng ta vừa học có cái gì cần hỏi không? Như vậy, khi chúng ta nghiên cứu dữ liệu thì chỉ tính min thôi chưa đủ. Chỉ tìm xem dữ liệu tụ tập ở đâu chưa đủ. Đó, ví dụ như là nhìn vào điểm số của chúng ta ấy, thì nhìn vào mỗi điểm trung bình thôi chưa đủ. Vì có thể là gì nhỉ? Nó không phản ánh đúng được bản chất của dữ liệu. Nếu như trong dữ liệu bây giờ cô dùng cái chữ có outlier. Đó. Outlier là những cái số như thế nào? Ở xa phần lớn những dữ liệu khác. Ví dụ 11111111 tự nhiên có thêm số 10. Đó, thì phần lớn cái điểm này là 1. Nhưng mà tự nhiên có một điểm 10 ở xa phần lớn cái số 1 đó thì nó kéo cái thằng giá trị trung bình không còn là 1 nữa mà nó có thể lên đến 5 phẩy. Đúng chưa nhỉ? Hoặc là lên đến 3 phẩy. Ok chưa nhỉ? Thì sao nhỉ? Khi đó giá trị trung bình nó không phản ánh được đúng cái central tendency của dữ liệu mà chúng ta có thể phải tính thêm median. Chúng ta phải tính thêm mode. Vì median và mode nó bị ảnh hưởng rất ít. Đấy nhỉ? Bởi outlier. Các bạn cứ về nhà tính mà xem. Kể cả 11111110 thì median vẫn là mấy? Vẫn là 1. Mode cũng vẫn là mấy? Cũng vẫn là 1 thôi. Thế nên có những cái trường hợp là median và mode nó đại diện tốt hơn so với thằng min. Thì khi đó chúng ta phải làm gì? Để xem độ tụ tập nó như thế nào thì phải xét cả, có thể phải xét cả ba. Và hơn thế nữa mình còn phải đánh giá xem dữ liệu nó phân tán như thế nào xung quanh cái giá trị trung bình thể hiện qua thằng gì? Qua thằng variance. Đó. Và chúng ta sẽ có thể đánh giá được distribution của nó thông qua cái việc là dùng một số cái loại gì nhỉ? Graph. Đó, ví dụ như hôm nay chúng ta đã biết được đó là stem and leaf plot. Chúng ta đã biết được khi so sánh min với median thì chúng ta có thể đánh giá được khi nào nó symmetric, khi nào nó gì nhỉ? Skew. Đó. Thì về nhà có thể xem tiếp cho cô cái thằng là quartile Q1, Q2, Q3 và một số thằng ví dụ như biểu đồ hình cột, biểu đồ hình tròn. Các bạn đã học từ hồi xưa rồi. Đó, thì để buổi sau chúng ta học. Ok chưa cả lớp nhỉ? Con có bạn quen thằng áo trắng làm đồ hai nhà cầu không bạn là bạn hai và lại quên luôn cả áo trắng. Rồi cả lớp còn hỏi gì những cái hôm nay mình học không cả lớp?
Ừ, thế thì các bạn nghỉ đi. Hôm sau chúng ta học tiếp. Hôm nay lớp mình thấy ít nói thế nhỉ? Hôm nào cũng thế mà cô. Ừ, nhưng hôm nay ít nói hơn hẳn ý. Rồi thì các bạn nghỉ đi. Rồi, chào cô.